Xin chào quý vị và các bạn, đang đứng ngay cạnh bên mình đây là chiếc Suzuki XL7 Hybrid, một mẫu MPV cỡ nhỏ đang có mức giá dưới 600 triệu và là lựa chọn rất đáng để cho những người mà đang có muốn nhu cầu sử dụng những cái chiếc xe để phục vụ cho gia đình cũng như là kinh doanh dịch vụ. Đây thì là một phiên bản cập nhật cho chiếc Suzuki XL7 trước đây mà đang bán tại thị trường Việt Nam. Và trên chiếc xe này thì sẽ có rất nhiều những cái cải tiến từ hệ động lực cho tới những trang bị tiện ích. Vậy thì cụ thể những cái nâng cấp đó là gì thì ngay giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với video ngày hôm nay. Đầu tiên thì mình muốn chia sẻ với các bạn về trải nghiệm cầm lái của chiếc Suzuki XL7 Hybrid này. Thì giống như phiên bản xăng thường thì Suzuki XL7 Hybrid vẫn sẽ được trang bị cái khối động cơ 4 xi lanh thẳng hàng 1.5 lít hút khí tự nhiên. Nhưng lần này sẽ được trang bị thêm cái pin lithium ion 12V và máy phát điện tích hợp khởi động ESG, cho ra tổng công suất tối đa là 103 mã lực và mô men xoắn cực đại là 138 Nm, đi kèm với cả hộp số tự động 4 cấp. So với cả phiên bản xăng thường thì hiện tại cái khối động cơ này đã được trang bị thêm pin cũng như là máy phát điện. Và đây cũng sẽ là cái điểm mà khác biệt lớn nhất so với cả các mẫu MPV 7 chỗ ở trong phân khúc cỡ nhỏ. Hiện tại thì mình đang di chuyển ở trong đô thị, thì có thể nói rằng nhờ cái hệ thống My Hybrid mà Suzuki XL7 mang tới chúng ta một cái cảm giác vận hành đi rất là nhẹ nhàng, mượt mà, và cũng giúp tối ưu cái khả năng tiết kiệm nhiên liệu ở trên xe. Bên cạnh đó thì ở trên chiếc xe này còn được trang bị một cái tính năng mình thấy cũng rất hay ở trên phiên bản Hybrid, đó chính là tính năng ngắt động cơ tạm thời, idling stop. Công nghệ này thì cũng không còn lạ lẫm gì với nhiều người cả, từ ô tô đến xe máy cũng đều đã được trang bị rồi. Công nghệ này thì khi mà chúng ta dừng chờ đèn đỏ hoặc là đường hơi tắc một chút, nếu mà chúng ta đang đạp cái chân phanh thì động cơ sẽ tự động ngắt, đem tới cho chúng ta một cái không gian mình thấy rằng tương đối là yên tĩnh và sẽ giúp cái chiếc xe này tiết kiệm nhiên liệu hơn. Còn khi mà chúng ta chuyển từ chân phanh sang chân ga thì ngay lập tức cái hệ thống này sẽ ngắt và động cơ sẽ hơi rung nhẹ một chút để khởi động lại và chúng ta sẽ có thể tiếp tục di chuyển một cách êm ái và nhẹ nhàng. Đối với mình thì cái tính năng này cũng sẽ khá là hay khi mà chúng ta thường xuyên sử dụng trong đô thị, đặc biệt là trong những cái tình huống mà chúng ta phải thường xuyên dừng xe và tăng tốc, tức là thay đổi cái tốc độ liên tục, thì với cái tính năng này thì chúng ta có thể tiết kiệm được nhiên liệu. Mặc dù đây là một chiếc MPV 7 chỗ nhưng mà mình thấy rằng cái khả năng vận hành trong phố ở trên chiếc xe này thì mình đánh giá là tương đối là linh hoạt, bởi cái kích thước tổng thể của xe thì mình thấy không phải là quá lớn, và đồng thời thì chiếc xe này thì mình thấy rằng có một cái bán kính quay đầu tương đối là nhỏ nên chúng ta có thể dễ dàng di chuyển ở trong phố. Đây các bạn nhìn nhé, mình bắt đầu quay đầu này. Chiếc xe này có cái khả năng quay đầu rất là gọn bởi vì xe có cái bán kính quay đầu rất là nhỏ. Đây, đấy, các bạn có thể thấy đấy, quay đầu đó. Ngoài ra thì khi mà vừa mới ngồi trên chiếc Suzuki XL7 này thì mình đánh giá đây là một cái chiếc xe có cái tầm nhìn cực kỳ thoáng. Cụ thể là cái phần nắp capo của chiếc xe nó sẽ được vuốt xuống nên chúng ta sẽ có một cái tầm nhìn rất là bao quát để có thể nhìn được tất cả toàn bộ cái không gian ở phía trước. Đồng thời cái phần gương ở hai bên mình thấy được bố trí và cái diện tích gương cũng khá là lớn. Đây là một chiếc xe có cái phần vô lăng khá là đầm chắc, không quá lỏng lẻo. Mặc dù chúng ta sẽ không có những cái pha lái sắc lẹm, nhưng mà cái ưu điểm ở trên cái vô lăng này mà mình đánh giá cao đó là cái độ phản hồi từ phía dưới mặt đường truyền lên vô lăng khá là chân thật. Đó, đây là một cái điểm mà mình khá là thích ở trên chiếc Suzuki XL7 Hybrid. Bắt đầu vào đến đường cao tốc và chúng ta sẽ bắt đầu chạy ở cái tốc độ giới hạn là 100 km/h. Khi mà chạy vào cao tốc thì mình đánh giá Suzuki là một chiếc xe sẽ đem tới cho chúng ta một cái sự yên tâm khi mà chúng ta vận hành, bởi cái khung gầm của những chiếc xe Nhật thì mình thấy rằng đem tới cho chúng ta một cái sự vững chắc. Bên cạnh đó thì cái hệ thống treo của Suzuki XL7 thì mình thấy rằng đã có những cái sự cải tiến, đâm ra là sẽ giúp chiếc xe này vận hành ổn định hơn khi mà chúng ta di chuyển ở cái giải tốc độ cao. Tuy nhiên thì khi mà đi vào cái đoạn đường đại lộ Thăng Long này thì mình thấy rằng cái bề mặt đường tương đối là xấu và tương đối là nhám nên chúng ta sẽ nghe được những cái tiếng ồn từ dưới lốp vọng vào bên trong khoang lái. Hệ thống giảm sóc ở trên chiếc xe này tương đối là ổn định khi mà chúng ta di chuyển ở tốc độ cao.
khả năng dập tắt dao động ở trên chiếc Suzuki XL7 này mình thấy cũng tương đối là gọn gàng. Chúng ta sẽ không bị sót những cái dao động sau khi mà đi qua những cái G đó. Và bên cạnh đó thì khi mà mình chuyển làn như thế này, chúng ta sẽ thấy rằng cái phần thân xe rất là ổn định. Nói chung đây là một chiếc xe mà có cái mức giá dưới 600 triệu thì mình thấy đánh giá là ổn. Cái dàn chân cực kỳ là cứng cáp so với cả các cái mẫu xe ở trong cùng phân khúc MPV 7 chỗ cỡ nhỏ. Đối với phiên bản hybrid này thì Suzuki XL7 đã được trang bị thêm cái giữ ga tự động, mang tới cho chúng ta một cái sự tiện lợi nhất định khi mà chúng ta di chuyển ở trên cao tốc. Hiện tại thì mình đang di chuyển ở trên đường cao tốc thì mình sẽ set cái tốc độ mà mình mong muốn. Ok, mình sẽ thử khoảng 80 km/h đi. Với cái tính năng này thì chúng ta sẽ giúp cái phần chân ga được giải phóng. Nếu mà chúng ta đi đường dài thì chúng ta sẽ tránh cái hiện tượng là mỏi chân khi mà chúng ta phải giữ ga quá lâu. Đây là một cái tính năng quen thuộc nhưng mà mình thấy được trang bị thêm cũng khá là hay và tiện ích ở trên chiếc Suzuki XL7. Khối động cơ ở trên chiếc xe này thì vẫn sẽ sử dụng cái hộp số 4 cấp giống như là cái phiên bản xăng thường. Với cái hộp số này thì cũng sẽ giúp chúng ta tối ưu được cái sức kéo khi mà chúng ta cần nhiều moment xoắn hơn, đặc biệt là trong những tình huống vượt xe như thế này. Đây, mình thử vượt cho các bạn xem. Đó. Đó. Khi mà mình đạp ga, mình vượt xe thì mình thấy được là xe cũng có cái khả năng tăng tốc tốt hơn nhờ cái sự hỗ trợ của cái phần motor điện ở trên chiếc Suzuki XL7 Hybrid này. Với cái việc là có sự hỗ trợ của cái motor điện, ngoài cái việc mà chúng ta có cái sự tăng tốc được cải thiện, thì mình thấy rằng khi mà mình nhả chân ga ra thì cái động cơ nó sẽ hơi ghìm xuống một chút nhờ vào cái quá trình thu hồi động năng. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ hạn chế sử dụng phanh đi. Đó, đây cũng là một cái điểm mà mình thấy cũng khá là hay. Chúng ta sẽ thấy được cái sự ghìm xuống của động cơ cũng như là cái không gian ở bên trong, chúng ta sẽ không nghe được cái tiếng gằn từ động cơ nữa. Thấy rằng cái chân ga của Suzuki XL7 Hybrid này khá là mượt mà và giúp cái chiếc xe lướt đi một cách rất là nhẹ nhàng. Sau khi mà chia sẻ với các bạn về trải nghiệm vận hành ở chiếc xe này trong điều kiện đô thị cũng như là trên đường cao tốc, thì mình sẽ tiếp tục nói về phần thiết kế ngoại hình ở trên chiếc Suzuki XL7 Hybrid. Đầu tiên thì chiếc xe này vẫn giữ cái thiết kế của cái phiên bản động cơ xăng trước đây, đậm chất SUV với rất nhiều cái chi tiết được sơn đen. Cụ thể thì chúng ta sẽ có một cái phần mặt ca lăng sơn đen, các cái phần ốp của cản trước được sơn đen mờ và tiếp đến là các cái khu vực vòm bánh xe cũng như là ốp ba bu lê. Ngoài ra thì toàn bộ cái trần xe cũng như là ốp tai hương này thì đều sẽ được sơn đen, tạo nên sự tương phản khiến cho chiếc xe trông khỏe khoắn hơn. Ngoài ra thì ở trên phiên bản hybrid này thì toàn bộ mâm ở trên xe cũng đã chuyển sang sơn màu đen bóng, khiến cho chiếc xe có cái cảm giác khỏe khoắn và cơ bắp hơn. Một cái điểm mà mình thích ở trên chiếc Suzuki XL7 Hybrid này đó chính là cái cụm đèn pha. Cái hệ thống chiếu sáng ở trên chiếc xe này, khi mà mình tắt máy xe thì cái đèn pha sẽ chiếu sáng trong khoảng mình nhớ đâu đó là 10 giây. Thì khi mà chúng ta đi về vào buổi tối thì chúng ta vẫn có đủ ánh sáng để chúng ta vào nhà mở cửa. Còn khi mà chúng ta đỗ xe ở một đâu đó mà chúng ta chưa tìm thấy xe, chúng ta có thể mở khóa điện lên và cái cụm đèn pha này cũng sẽ sáng lên để chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy chiếc xe này ở trong bãi đỗ xe. Cuối cùng, ở phía sau phần đuôi xe này thì chúng ta vẫn sẽ thấy một số những chi tiết được sơn đen để tạo điểm nhấn, và ở phần trên cửa cốp chúng ta còn có thêm một cái giải chrome trang trí ở đây tạo cái điểm nhấn. Đối với chiếc Suzuki XL7 phiên bản hybrid này đã được trang bị sẵn cái phần cánh lướt gió đuôi ở phía sau rồi. Chúng ta vẫn sẽ có một chiếc camera lùi cũng như là hai cảm biến ở phía sau. Bước vào bên trong khoang lái thì về tổng thể ở trên chiếc Suzuki XL7 Hybrid này, chúng ta sẽ có một cái thiết kế không có gì thay đổi so với cả phiên bản động cơ xăng trước đây. Nhưng ở trên chiếc xe này thì cái màn hình kích thước 10 inch này đã có một cái tính năng mới, đó là kết nối Apple CarPlay và Android Auto 0 giây. Và đây cũng là một cái màn hình có thể nói là có kích thước lớn nhất ở trong phân khúc MPV 7 chỗ cỡ nhỏ ở trên thị trường. Và ở phía bên trái của người lái, chúng ta sẽ có cái tính năng là tắt bật cái tính năng Idling Stop ở trên xe. Phía trên mặt táp lô của chiếc xe này thì được ốp cái phần nhựa giả vân đá, mình thấy tương đối là đẹp, mang tới cho chúng ta một cái sự sang trọng nhất định khi mà ngồi trong xe. Toàn bộ ghế ở trên xe thì chúng ta sẽ có sự kết hợp giữa da pha với nỉ. Đối với mình thì cái việc kết hợp này khá hay.
Đối với những cái phần như là phần lưng ghế hay là phần ở dưới đệm mông này thì chúng ta thường sẽ tương đối là nóng. Vì chính vì vậy mà sử dụng vải thì sẽ mang tới chúng ta một cái sự thoáng mát hơn khi mà chúng ta di chuyển hoặc là chúng ta đỗ xe lâu ở trong điều kiện trời nắng nóng, thì cái phần da nó hấp thụ nhiều nhiệt hơn, có cái phần nỉ vải này thì ít hấp thụ nhiệt nên chúng ta sẽ không bị nóng khi mà chúng ta ngồi lên xe. Và cái điểm nữa mà mình thấy Suzuki XL7 Hybrid sẽ có những cái điểm vượt trội hơn so với cả những cái mẫu xe tiền tỷ, đó chính là ở cái khu vực hộc để chai nước này, có thêm cả cái phần làm mát để chúng ta làm mát cái chai nước khi mà chúng ta uống trong những cái điều kiện thời tiết nắng nóng. Bên cạnh đó thì ở trên quanh xe mình thấy rất nhiều cái khu vực để đồ tiện dụng để chúng ta có thể để các cái đồ vật ở trên xe, như là đây chúng ta sẽ có cái hộc để găng tay và các cái vị trí hộc để đồ. Xuống tới các hàng ghế thứ hai này thì chúng ta sẽ có một cái không gian ngồi mình đánh giá là tương đối là thoải mái. Sau khi mà mình điều chỉnh cái phần ghế lái phù hợp với tư thế lái của mình thì chúng ta vẫn có một cái khoảng không gian khoảng gần một găng tay ở phía trước phần đầu gối. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể điều chỉnh cái phần tựa lưng của hàng ghế thứ hai này, độ ngả khá là sâu. Đây các bạn có thể nhìn thấy. Đấy, độ ngả của hàng ghế thứ hai này cực kỳ sâu, rất là thoải mái. Đó, và một điểm nữa là cái phần trên cái phần cửa của chiếc xe này chúng ta có thể để được điện thoại vào đây, rất là tinh tế, các bạn có thể thấy. Đó, để vừa một chiếc điện thoại ở đây luôn. Đó. Và ở phía dưới này thì chúng ta sẽ hơi đáng tiếc là chỉ có cổng tẩu 12V chứ chưa có một cổng sạc USB nào cả. Hơi đáng tiếc một chút, và chúng ta vẫn sẽ có cái khu vực hộc để điện thoại ở đây. Đó. Về hệ thống điều hòa ở trên chiếc xe này thì dĩ nhiên là xe sẽ chỉ được trang bị hệ thống điều hòa tự động một vùng thôi. Và ở phía trên trần này thì chúng ta sẽ có 4 cái cửa gió điều hòa và có các cái nút điều chỉnh các cái mức gió khác nhau để phục vụ cho hai hàng ghế ở phía sau. Còn hàng ghế thứ ba ngồi như thế nào thì mình sẽ dựng hàng ghế thứ hai này lên và điều chỉnh để phù hợp với cái vị trí ngồi của mình nhất, để chia sẻ với các bạn về không gian ở hàng ghế thứ ba. Mình sẽ kéo lên một chút để nhường lại không gian cho hàng ghế thứ ba. Đây, ngồi thế này cũng tạm ổn rồi. Thì mình tiếp tục xuống hàng ghế thứ ba ngồi xem như nào. Bây giờ thì xuống hàng ghế thứ ba thì mời các bạn sẽ theo mình xuống hàng ghế để xem không gian của hàng ghế thứ ba này. Khi mà chúng ta xuống thì chúng ta chỉ cần kéo cái lẫy này lên và trượt cái hàng ghế thứ hai này lên phía trước. Đó. Đối với một người cao 1m7 như mình thì cái không gian ở phía sau này tương đối là chật, nhưng mà mình sẽ thử ngả hết cái đó. Bây giờ sau khi mà mình đã điều chỉnh cái phần lưng ghế hàng ghế thứ ba ngả xuống, thì sau khi mà mình đã set up cái phần ghế thứ hai này đẩy lên một chút, nhường cái không gian cho hàng ghế thứ ba, thì mình thấy rằng cái không gian ở hàng ghế thứ ba này mình thấy vẫn có thể ngồi được đối với một người mà cao 1m7 như mình. Đấy, các bạn có thể thấy ở đây không gian ngồi vẫn tương đối là ổn, không đến nỗi là quá chật đâu. Ở phía dưới này thì chúng ta cũng có một cái phần ô cửa kính cũng tương đối là thoáng, không đến nỗi là quá bé để chúng ta nhìn ra ngoài. Và ở phía dưới này thì chúng ta sẽ có cái hộc để chai nước ở hai bên. Vậy thì các bạn nghĩ sao về chiếc Suzuki XL7 Hybrid này thì hãy để lại comment ở bên dưới video. Và đó cũng là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn về chiếc Suzuki XL7 Hybrid ở trong video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.